ở nội dung đơn nam thì khán giả có mặt tại sân trung tâm chờ đợi màn gia quân của Roger Federer và Novak Djokovic đều đã phải chịu một cảm giác là không thỏa mãn dù hai tay vượt hàng đầu này đều đã giành quyền đi tiếp một điểm trùng hợp đáng chú ý trong chiến thắng của Roger Federer và Novak Djokovic.